Tiếp theo này, mẩy chấm nhấm tâu, tức là mỗi từng đều, mẩy là mỗi. Biểu thị không có ngoại lệ, mẩy chấm nhấm tâu, chú ý cho cô là mỗi hoặc là từng chấm nhấm đều. Ví dụ này, bấm dừng video chép vào vở này. Đấy, sau đó đọc ví dụ này. 我每天早上都喝咖啡, tức là tôi mỗi ngày, buổi sáng mỗi ngày thì tôi đều uống cà phê. 他们每个人都知道, tức là anh ấy, họ, tham ân là họ, mỗi người thì đều, mấy cái rắn tô chưa to, họ thì đều biết, ý là bọn họ đều quen biết nhau. Tham ân mấy cái rắn tô chưa to, tham ân mấy cái rắn tô chưa to, tức là sao, tức là bọn họ thì ai cũng đều biết. Câu thứ ba này, trưa mấy thiên tô xa hủy, tức là ở đây thì mỗi ngày đều mưa. Để chú ý cho cô hai nhé, tức là họ thì họ ai cũng đều biết. Trưa mấy thiên tô xa hủy, ở đây thì mỗi ngày đều mưa. Tao quay mấy cái trâu mua tô truy chiều ba, chiều ba là quán ba. David thì mỗi cuối tuần đều đi đi quán ba.